Dạ vâng, em Hà xin kính chào toàn thể các bác ạ. Buổi sáng ngày hôm nay thì em lên một clip để chia sẻ cũng như là review tới các bác một dòng súp hơi Bát 50 thương hiệu của Italia mới về hàng tại Hiếu Minh Auto chi nhánh miền Nam các bác ạ. Thì chiều hôm qua em vừa mới về là gần 100 kiện hàng, trong đó thì đa phần là những hàng rất là khủng, toàn là hàng khủng, hàng to, súp 40 này, súp 50 này, đấy, thương hiệu của Mỹ, thương hiệu của Ý. Thì trước hết là hôm nay lên sóng cho các bác và anh em với dòng súp Bát 50 thương hiệu Fito Pro các bác ạ. Thì hôm qua về 5 quả đấy, về 5 quả thì hôm nay lại lên đường luôn 2 quả rồi các bạn. Buổi sáng nay anh em gọi là tổng lực để mà vệ sinh này, kiểm tra này đấy, kiểm tra các thứ, test hàng các thứ để chuẩn bị đóng vào để gửi xe, gửi ship đi cho bác khách ở Phú Yên. Bác đã chuyển được khoản đủ tiền cho em rồi. Đây các bạn, thì đây là một chiếc súp Bát 50 với công suất để chở đánh ở ngoài trời, không gian lớn, không gian rộng các bạn. Nếu mà một quả này thì các bác có thể cân được với không gian 40m, 60-70m ở trong gia đình. Nếu ngoài trời thì các bác kể đánh những bộ, ví dụ như là những cái bộ hát cho nhau nghe ngoài sân, ngoài vườn, hoặc quán cà phê chẳng hạn. Đấy, hơn một chút thì các bác dùng cho đám tiệc khoảng tầm 7-8 mâm, 8 bàn thì dùng là một cặp các bạn. Thì thiết kế chiếc súp này, nhìn mẫu mã thì em đánh giá rất là cao, bởi mẫu mã này rất là đẹp này, nhìn form của nó rất là phù hợp, nó không quá to cồng kềnh và cũng không có nhỏ, đủ cái không gian, đủ cái kích thước để mà có thể thoát được cái tiếng lực của Bát 50, coi là coi 100 để có thể thoát được lực đánh mạnh ra các bạn. Em lấy hộ anh cái thước để đo các bác cùng xem kích thước này. Và súp này là súp Bát mặt quay về phía trước các bạn. Đấy, mặt đánh thẳng về phía trước các bạn nhé. Đánh áp lực trực tiếp luôn. Đấy, đánh trực tiếp luôn. Đấy, e-căng này, e-căng hai lớp này, e-căng rất là dày. Cái lớp sắt bên ngoài cực kỳ dày luôn. Cắt CNC hình chữ nhật này. Một lớp màng bên trong này. Đấy, đây này, cái e-căng nó đây. Rất là dày luôn các bạn này. E-căng này nó tầm 2mm. Đó, giúp anh kích thước. Kích thước của chiếc súp thì chiều ngang sẽ là 55cm. Chiều sâu là 68. Và chiều cao chắc tầm đấy, tầm 70. 68. Chiều cao 68, chiều sâu 68 và chiều ngang là 55 các bạn. Đấy, có ở bên trên này thì có lỗ để chôn gen này. Bác để trực tiếp loa trên này được này. Đấy, cọc chôn loa này. Hai bên này thì cắt CNC và gỗ luôn này. Cái này cũng là điểm nhấn để trang trí này, và cũng là cái tay xách để di chuyển để mỗi người một bên xách cái súp này. Sẽ quay bác xem thông số của súp nhá. Stomaster model là 118S+. Jack speaker Nitric thì cắm đấu là 1+1-. Công suất cực đại sẽ là 2500W. Công suất rất là khủng và độ nhạy lên tới 110 dB trên trở kháng tăng ôm. Giải tần là 35Hz cho tới là 200Hz. Đẹp. Quay các bác xem về cái phần bát bên trong này. Đấy. Bát là được nhập khẩu của Italia và thùng vách thì được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Thì với con súp 50 như thế này thì để đánh thoát tiếng được, các bác ghép cho em với những chiếc đẩy có công suất khoảng tầm là 1000W trở lên thôi nhé. 1000W trở lên. Cái bát này, bát chịu lực là 3200W này. Cực đại của cái bát này chịu lực lên tới 3200W thì các bác đánh thoải mái luôn. Các bác cần kể những con đẩy khoảng tầm 2000W cũng thoải mái luôn. Tôi em mã màng thôi nhé. Thì thiết kế bát của Fito là bát neo bi ạ. Đây, neo bi này. Rất là chất luôn, có thể cực kỳ chất. Đấy, từ bên trong này, bên ngoài là cái phần pích từ, khung xương. Nhớ cái anh này. Đây, các bác xem cái tem này. Tem ánh bảy màu nhé. Fito này. Đấy. Dầu nhện này, nhện màu đen ạ.
Ôi xổi dâu này các bác ơi, dâu to, phải to gấp đôi những cái dâu bình thường rồi, to gấp đôi dâu bình thường nhé. Nặng không? Màng là màng vải xếp lớp các bạn, màng vải xếp lớp, gân là gân sóng ba lớp, gân sóng ba lớp, gân vải ạ, dày chưa? Chắc chắn không? Cái dày chắc luôn, cái này đánh bạo lực, đánh bạo lực. Đây nói chung là không gian rộng một chút thì các bác nên đánh, nên dùng cho những không gian rộng hoặc là ngoài trời nhé. Ừ, màng cứng này thì đánh nó phải thoát ra, đấy, đánh đủ công suất để thoát ra được cái tiếng thì ra được cái chất âm của chiếc súp này ạ. Đây coi các bác cùng xem về phần nội thất bên trong súng súp. Thì súp hơi thì đơn giản thôi, nó chỉ có một bát và một cái đấu liêu trích. Dây tín hiệu này, dây loa này, dây tín hiệu này các bác có thể thấy rất là xịn này, nhìn chất không? Đồng ánh nhiều sợi li ti cuốn lại nhé, rất là đẹp luôn này. Bông tư âm này, bông mút nhé, bông mút trứng ạ. Thùng vách rất là dày, thùng gỗ ván ép lớp ạ, rất là chắc chắn luôn. Ok, sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc súp Vital của Robot 50 này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Ok, đấy, các bác có thể thấy là tiếng súp đánh rung máy nhà đúng không ạ? Em vừa mới test khoảng 50% công lực của chiếc súp Vital này các bạn. Đấy, trong gia đình nếu các bác đánh tầm khoảng như này thì nó sẽ có thể thoát được tiếng, ra được cái hiệu suất và cái chất của chiếc súp Vital này. Và ra ngoài trời thì các bác có thể bung lụa, xõa thoải mái đối với chiếc súp Vital này các bác nhá. Ok, các bác nào quan tâm đến chiếc súp Vital Bat 50 thương hiệu của Italia tại chi nhánh miền Nam có thể liên hệ trực tiếp cho em Hải với số điện thoại hotline là 0982 352 313, miền Bắc số hotline là 0919182223. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Nguyễn Minh Ngô. Xin chào và hẹn gặp lại.